Trước khi chúng tôi đi vào trong thời khóa để tôi niệm Phật, tôi có phát nguyện như thế này. Sau khi tôi cúng xong thì tôi quỳ trước Tam Bảo, tôi nguyện thế này: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay thời cúng con vừa xong, đến thời tỉnh niệm, con thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, Quang Linh chư Phật Đức Thầy, Quang Thượng Đẳng chư Vị Trăm Quang từ bi gia hộ cho con tịnh niệm tu hành tinh tấn, trên cầu thành Phật Đạo, dưới độ tận chúng sanh. Hiện tại con sớm thông hiểu về chân lý và phương tiện pháp của Phật của Thầy, khuyến khích cùng nhau trên bước đường tu đúng chân lý, phù hợp nhân duyên, để nhờ Đức Phật sớm tiếp độ cúng con giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Con nguyện an dưỡng học đạo hoàn toàn, trở lại cứu giúp chúng sanh. Đó là cái nguyện của tôi hàng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú Tư, nhà cô Út. Kính thưa toàn thể chú quý vị. Hôm nay là ngày 25 tháng 11. Tức là một cái ngày rất là trọng đại đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thì hôm nay Thành Hậu được một cái mai duyên trở về trước là thăm viếng chú Tư về sức khỏe vì bệnh tình. Hôm nay chú Tư đã nói rằng là bệnh chú thì cũng tạm ổn. Mà Thành Hậu thì nghe chú Tư chuẩn bị lên núi đi niệm Phật, cho nên rất là lâu, có thể rất lâu lắm mới gặp được chú Tư nữa, và không có thể nào mà lên núi để quay tiếp tục. Và cho nên hôm nay Thành Hậu xuống đây nhờ chú Tư, một là nhờ chú giải trình cái đề tài hôm bữa Thành Hậu xuống đây. Chú giải nghe rất là hay, đồng đạo cũng có yêu cầu nói như sau: thấy chú Tư trình bày có phần nữa, hình như còn nữa hay gì. Dạ thì Thành Hậu nó còn nữa nhưng mà chưa có dịp, thì hôm nay xuống đây nhờ chú Tư sẽ trình bày hết lại một cái đề tài của chú vừa qua, và sau đó thì nhờ chú Tư giảng giải về chương trình của tịnh độ, làm sao cho nó rốt ráo trong một cái thời kỳ hảo quang mật pháp này. Dạ Thành Hậu cũng xin chân thành kính đến chú Tư, chú Quang Hỷ giải bài thêm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Kính thưa đệ hậu, kính thưa quý cô bác cùng tất cả anh chị em đồng đạo kính mến, hôm nay là cái ngày 25 tháng 11 của năm Canh Tý. Đệ hậu trở về nơi tịnh cốc của tôi để có phần trao đổi thêm, mà cái đề trước đây gần 10 bữa tôi trình bày chỉ có nửa đề chưa nốt, nên hôm nay chúng tôi xin ráp thêm cho cái đề tài nó vuông tròn. Thì trước khi đi vào trong cái đề tài, lời nói đầu tiên chúng tôi xin hân hoan chào mừng chư quý đồng đạo, chân thành cảm ơn quý vị ủng hộ chúng tôi trong giờ phút thiêng liêng trình bày Phật pháp. Xin nguyện cầu bề trên chư Phật Đức Thầy từ bi gia trì hộ độ chúng ta trên bước đường tu, thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi chúng tôi đi vào trong cái đề mà chúng tôi nói, cái đề hổm tôi trình bày có hai lý do chính. Một là Đức Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên. Hai, Đức Phật ra đời là nhằm khai thị ngộ Phật tri kiến. Thì hai lý do đó mà chúng tôi vừa qua trình bày chỉ một lý do. Thứ nhất là Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Phần thứ hai tức là Phật ra đời
Lý do thứ hai là khai thị ngộ Phật tri kiến thì chúng tôi chưa trình bày. Hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày cho nốt cái đề. Nhưng mà trước khi chúng tôi đi vào trong cái đề này, chúng tôi xin gợi ý lại. Hôm nay toàn thể người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khắp nơi tưng bừng cử hành ngày đại lễ để tỏ lòng tôn sư trọng đạo, để tri ân đức thầy là đản sinh để khai sáng nền đạo và để tăng trưởng đức tin với sự nghiệp cứu đời của ngài qua cái hệ thống giáo lý. Thì xin thưa quý vị, có thể khơi dậy một chỗ này một chút. Thí dụ như chúng ta đi tham dự cái ngày lễ đản sinh, trên con đường về đó ai gặp hỏi mình chứ mình đi đâu về, nói dạ tôi đi dự cái ngày lễ đản sinh của đức thầy. Người ta hỏi sao gọi là đản sinh, thì nơi đây chúng ta khái nét như thế này: chữ đản đó là sáng lạng, sinh là có mặt trong cõi đời. Chúng ta dũng cũng có mặt trong cõi đời, mà chúng ta bị vô minh vọng tưởng giải tà nên quay lộn ta bà cõi khổ, thì không dùng từ đản được, mà có thể nói là sinh nhật. Mà đối với bậc dĩ nhân, siêu nhân là Phật thì gọi là đản. Vì chữ đản là sáng lạng, thì ngài là con người sáng lạng. Muốn biết rõ con người sáng lạng thì chúng ta tìm hiểu có ba hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người sanh nhi tri. Hạng người sanh nhi tri tức là hạng người sanh ra không học mà biết, gọi là hạng người sanh nhi tri. Vì có học có biết là thường, không học mà biết phi thường lạ thai. Đức Huỳnh Giáo Chủ diễn tả: Thái tử Sĩ Đạt Ta bước vào trường không học mà thông, buổi trưởng thành vua dắt hàng mông, cho thái tử đừng lìa cung điện. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái bậc sanh nhi tri tức là cái bậc dĩ nhân siêu nhân là Phật, nên gọi là đản. Vì đản là sáng lạng, là con người không học mà biết, đó là con người sáng lạng. Còn chúng ta có học mới có biết, gọi là học nhi tri, tức là học có học mới có biết. Hạng người thứ ba có học mà đôi khi không biết, gọi là học nhi bất tri. Như vậy thì hạng sanh nhi tri là bậc dĩ nhân siêu nhân là Phật, nên gọi là đản sanh. Còn chúng ta là sanh nhi học tri, tức là có học mới có biết. Nếu là kém cái phước báo hơn nữa thì sanh nhi học bất tri, học mà cũng không biết. Thì rõ ràng hôm nay chúng ta may mắn, chúng ta đang ở trong một kiếp vô minh tâm tối, được cái bậc dĩ nhân tức là đản, tức là sáng lạng, khai thị một cái đường lối cơ bản trên một nền tảng vi lý, tức là đúng chân lý, để làm sao cho chúng ta có một cái hiểu biết để chúng ta đi vào thời kỳ kiến đạo. Từ chỗ đi thời kỳ kiến đạo đó chúng ta đi vào tu đạo thì tương lai chúng ta được sẽ đắc đạo. Như vậy thì đối với một người tín đồ nhà Phật nói chung, nói riêng là người tín đồ Phật giáo Hảo, có những ngày lễ trọng, một là ngày lễ đản sanh, cũng như đản sanh của Đức Phật Thích Ca, rồi ngày đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ, rồi ngày khai đạo của Phật Thích Ca, rồi ngày khai đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thì xin thưa quý vị, ngày 18 tháng 5 là cái ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, ngày 25 tháng 11 là ngày đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ. Hôm nay toàn thể người tín đồ Phật giáo Hảo đều dự lễ đản sanh. Nếu không đi về cơ sở đạo thì ở tại tư gia mỗi người cũng đều làm lễ đản sinh đức thầy để đánh dấu lần thứ 101. Thưa quý vị, đại khái cái ý nghĩa trong cái ngày lễ đản sinh đức thầy hôm nay tôi xin gợi ý như vậy, xin cho qua. Chứ thật ra mà nói chúng ta phải trình bày thêm đường lối sáng lạng của ngài nữa, nhưng mà thời gian không cho phép, chúng tôi chỉ cô động lại bao nhiêu đó thôi, để chúng tôi trở lại cái đề tài mà chúng tôi bữa hổm trình bày còn thiếu phần nữa. Bây giờ chúng tôi tiếp tục xin trình bày tiếp để cho viên dung cái đề tài. Kính thưa quý vị, cái đề tài vừa rồi đó, thì cái phần đầu đó là cái phần một đó là Đức Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên. Thì có những điều mà chúng ta thấy ngài ra đời là một đại sự nhân duyên. Một là vì thời cơ đã đến, hai là cõi nào là cái cõi trung ương, ba là ai là người đủ phước đức nhân duyên đáng làm cha mẹ, bốn dòng họ nào đủ duyên để ngài mượn cái xác, năm ngài ra đời là một đại nhân sự nhân duyên vì Đức Phật nói rằng Đức Phật không làm được ba việc: một là người không có duyên lành Phật độ không được, gọi là dược y bất tự bệnh, Phật hữu quá duyên nhân;
thuốc không bao giờ trị được bệnh tới số. Phật chỉ độ ai có duyên lành, còn người không có duyên lành thì Phật độ không được. Đức Phật nói Đức Phật không làm được điều thứ hai là người không tin Phật là Phật độ không được, gọi là tín di công đức mẫu. Chữ tín là mối đầu của lẽ đạo, chữ tín là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Vì có tin mới có sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thiền cứu giấc sanh linh. Nhưng mà chữ tin đối với người ta rất nên quan trọng để mà tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phần nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Vậy đức tin đã làm sao phải là chính đáng và trong sạch, chứ đừng đụng đâu tin bướng nghe càng, làm ngu mũi đỏ thân hưởng kiếp. Đức Phật nói Đức Phật không làm được điều thứ ba là người không làm theo lời dạy Phật là Phật độ không được. Vì không làm thì ắt mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Như vậy đứng về cái phía của Đức Phật là Đức Phật ra đời có 5 điều ở trên mà chúng tôi vừa kể. Còn về phía của mình thì muốn hoàn hưởng trọn được phước duyên trong tình đương đại Phật, đại đồng của Đức Phật là phải làm sao? Tức là mình phải đem đời vào đạo. Đem đời vào đạo tức là quy y Tam Bảo. Khi mà chúng ta đem đời vào đạo để quy y Tam Bảo thì cái giá trị của nó là địa ngục vô sổ mà cực lạc lại ghi tên. Vì quy Phật không đọa vào địa ngục, quy Pháp không đọa vào súc sanh, quy Tăng không đọa vào trong ngạ quỷ. Đức Thầy đã minh định quy đầu Phật Pháp khỏi lâm tai nạn. Đủ chưa? Chưa. Mà khi chúng ta đem đời vào đạo rồi thì chúng ta phải biết đem đạo vào đời. Có đem đạo vào đời mới gọi là hành y. Vì Thầy cho biết là quy y thì khá hành y, tức là tri hành hợp nhất, biết và hành động đi đôi, xử lý nó dung thông, thì bước đường thành tựu đạo quả nó sẽ đến với ta một cách trọn vẹn. Thì vừa rồi chúng tôi đi vào cái phần gọi là đem đạo vào đời, thì gồm có đem nghi thức vào đời, đem giới luật vào đời, đem pháp môn vào đời. Nhưng mà chúng tôi trình bày pháp môn tổng thể qua đường lối học Phật tu nhân, qua sự khái nét. Rồi bây giờ chúng ta có thể đem thêm. Đem thêm cái gì? Đem thêm từ bi, bình đẳng, trí tuệ và giải thoát. Thì trong cái chỗ là đem đạo vào đời, nó có là đem nghi thức vào đời, đem giới luật vào đời, đem pháp môn vào đời, đem từ bi vào đời, đem bình đẳng vào đời, đem trí tuệ vào đời và đem giải thoát vào đời. Thì vừa rồi chúng tôi đã trình bày 3 phần trước, tức là đem nghi thức vào đời, đem giới luật vào đời, đem pháp môn vào đời. Thì giờ đây chúng tôi trình bày tiếp tục là đem từ bi vào đời. Vậy từ bi là gì? Từ bi là mối đầu của lẽ đạo. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Đức từ thường ban vui cho tất cả chúng sanh, còn đức bi là cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Nên từ bi là mối đầu của lẽ đạo. Đức Thầy nhắc nhở chúng ta nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dù làm lụng cũng là trì chí. Vậy thì ý chí của chúng ta đi vào con đường từ bi bác ái, vì đức háo sanh khoan hồng đại độ. Dù tình thế có đổi thay nhưng mà tấm lòng nhân không thay đổi. Tấm lòng nhân là trắc ẩn chi tâm, ái vật chi lý, bất trạm bất sát mới thể hiện được lòng nhân. Lòng nhân đó là keo lại hồ để hàn gắn tất cả vết thương đau. Như vậy thì hết sức quan trọng đối với cái người Phật tử, đối với người tín đồ, phải đi vào con đường từ bi bác ái của nhà Phật. Có được như vậy thì Đức Phật tu cách nào đắc đạo, rồi dạy ta, ta mới làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh điều gì chính đáng, ta khá vâng lời. Thì chúng ta đi vào chủ nghĩa từ bi là đi vào mối đầu của lẽ đạo. Đây là một điều rất quan trọng. Nếu thật sự chúng ta đi vào chủ nghĩa từ bi thì thế nào? Văn kỳ thinh, bất nhẫn thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh, bất kiến kỳ tử. Văn kỳ thinh, bất nhẫn thực kỳ nhục có nghĩa là nghe tiếng nó kêu la, không nỡ ăn thịt, thấy nó sống, chứ không đành thấy nó chết. Đó là thể hiện lòng từ bi. Như cô Năm hôm nọ, mua con cá còn sống về, dùng tráng dao đập nó, để cho nó chết bằng thịt ăn. Thì con cá khi mà đập nó rẫy rụa, thì máu trong mang nó chảy ra. Cô nói ngon cái miệng mình mà đau cái đầu của người ta, thôi lỡ ăn bữa nay thôi nha, từ đây về sau không làm cho sinh mạng đau khổ nữa. Chính mình không chấp nhận sự đau khổ thì không nên đem đau khổ cho ai. Câu nói đó cô rõ ràng bộc phát được cái tinh thần từ bi và bộc phát được cái hành động từ bi.
nên từ đó về sau là cô không còn ăn cá thịt nữa, mà cô đi vào con đường chay giới tinh nghiêm. Đúng theo lời Đức Thầy chỉ dạy, tương dưa giữ phận cho tròn, 30 ngày không méo ngày nào hết. Vì vậy mà tương dưa muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, thì mai sao thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh thiên nhàn hạ. Hay là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà, Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thiền chuyên chở lúc căng qua. Xin thưa đồng đạo, nói đến chủ từ bi, chúng ta không phải từ bi với muôn loài vạn cả vật, à chúng ta còn phải biết từ bi đối với mọi người. Tức là phải có tình người, có cái lòng thương yêu mọi người. Vì tình yêu mà chẳng riêng ai cả, à yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Tình yêu đó là một thứ tình tuyệt đỉnh cao vời. Thì chúng ta là người Phật tử, là một người con của Phật, thì người con hiếu thảo lúc nào cũng vâng lời chỉ bảo của mẹ cha, người tín đồ ngoan đạo lúc nào cũng thừa hành theo giáo lý. Chúng tôi xin nhắc lại một trường hợp. Vào năm 1945, thời gian 2 tháng Đức Thầy đi khuyến nông 107 điểm, thì lần này Đức Thầy trở về Rạch Giá. Thì nghe Đức Thầy về đây để Thầy thuyết pháp, bác sĩ Trần Lý nghe Đức Thầy đó, thì trình độ văn hóa chỉ tiểu học thôi, còn âm là đại học y khoa. Cho nên ông mới có cái tư tưởng hơi khinh sức. Ông mới hỏi Đức Thầy trước khi ông lên trên diễn đàn diễn thuyết, ông trả lời cho tôi biết thế nào là tâm Phật, thế nào là tâm chúng sanh. Nhưng mà trình bày cụ thể tôi mới chấp nhận nha. Lý thuyết suông là tôi không chấp nhận chuyện đó. Đức Thầy liền hỏi, ông có phải là bác sĩ không? Đúng đúng, tôi là bác sĩ. Đức Thầy hỏi tiếp, trong nhà ông có người làm công không? Dạ có, trong nhà tôi có người công làm công. Đức Thầy hỏi tiếp nữa, rồi người làm công khi mà trái ý nghịch lòng, có lúc nào rầy la chửi mắng người ta không? Thì ông khó trả lời, nhưng mà rồi cuối cùng sự thật phải trả lời, ông cũng nói có nữa. Liền đến Đức Thầy hỏi, có khi nào hồi tâm suy nghĩ cũng con người như mình, mà lỵ mình làm công ở mướn, có lúc nào hồi tâm thương xót người ta không? Ông nói cũng có nữa. Liền đó Đức Thầy chỉ, cái tâm mà rầy la chửi mắng ta là tâm chúng sanh đó, hồi tâm mà thương xót ta đó là tâm Phật đó. Vậy thì thưa quý đồng đạo, chúng ta nhớ những cái câu Đức Thầy rót vào lòng chúng ta hết sức êm ả nhẹ nhàng, mà nghe nó hết sức là cảm động quý vị. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thiết từ bi. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Đức từ thường ban vui cho tất cả chúng sanh, còn đức bi là cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Ai làm cho mình đau khổ mình không chịu, thì đừng đem cái không chịu đó cho người khác. Đó là thật lòng trên con đường từ bi. Thưa quý đồng đạo, đại khái cho qua. Từ bi rồi tới bình đẳng. Bình đẳng là gì? Chữ bình là bằng, đẳng là giai cấp. Bình đẳng là con người có một lối cư xử không cao thấp, mà luôn luôn đều đặn, luôn luôn hòa đồng với nhau. Đó là một cái tinh thần bình đẳng. Tinh thần này được Đức Thầy biểu lộ là quý tiện đồng nghinh. Nơi cửa tổ đình của Phật giáo Hòa Hảo được Đức Thầy đề hai chữ, hai hàng liễn là quý tiện đồng nghinh, tức là nghèo giàu đồng tiếp. Đó là một cách xử sự hết sức bình đẳng. Thế nên soi từ đài cát xá liều, cho người trị lạc biết điều nghĩa nhân. Soi là rọi, đài cát là kẻ giàu sang, xá liều người nghèo hèn. Tức là Đức Thầy dạy không riêng là một hạng người nào, mà dù nghèo hay dù giàu Đức Thầy rất bình đẳng. Thì chúng ta cũng vậy, phải cư xử rất bình đẳng với mọi người. Ví dụ chúng ta gặp một người giàu sang đến với chúng ta, chúng ta cũng giữ cái nhân nghĩa đối với người đó. Mà khi gặp một người hèn đến với chúng ta, nghèo khổ đến chúng ta cũng vẫn giữ cái nhân nghĩa đối với người đó. Đó là chúng ta cư xử một cách bình đẳng. Thưa quý đồng đạo, có được như vậy thì cái người ở trên bệ vệ cao, ta cũng thấy mình có một cái nét đạo bình thường, mà nhà Phật gọi là bình thường tâm là đạo. Rồi mình cư xử với những người nghèo khổ, những người thấp hèn, nhưng mà chúng ta cũng vẫn một mực có một cái lòng tôn trọng, quý trọng những người đó, nên cư xử cũng trong nhân nghĩa.
đó. Có được như vậy thì chúng ta mới là có một cái tinh thần bình đẳng theo cái chủ trương của Phật giáo, theo cái hạnh đức của Đức Thầy chúng ta đang chỉ dạy. Nên vì vậy mà thứ hai, chúng ta phải đem đạo vào đời, tức là đem cái hạnh bình đẳng vào trong đời sống chúng ta, giữa con người đối với con người và giữa con người đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta đi sâu hơn một chút qua cái từ bình đẳng, để chúng ta không tự ti mặc cảm. Đức Thầy thổ lộ thế này: Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, Phật chủng là giống Phật, là tâm Phật, các chúng sinh đều có như ta. Tức là tất cả chúng sanh đồng một thể tánh bình đẳng nhất như cùng chư Phật. Vì tất cả chúng sanh đều có cái thể tánh bình đẳng nhất như, đó là gọi là bát điều mục, là linh, minh, đẳng, triệt, trạm, tịch, thường hằng. Đó là tám cái đức lành mà chúng sanh đồng một thể tánh bình đẳng nhất như cùng chư Phật đó. Một khi nào chúng sanh đạt được cái đó, sẽ đạt được trí vô lậu là không còn mê lầm, và đạt được trí vô sư là diệu trí, là Phật trí mà Đức Thầy xác định là các chúng sinh đều có như ta, là tất cả chúng sanh đồng một thể tánh bình đẳng nhất như cùng chư Phật. Thì chúng ta nói như vậy để làm chi? Để chúng ta không tự ti mặc cảm rằng chúng ta không phát huy được cái hạnh đạo đó. Thì rõ ràng Đức Phật nói chúng ta là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Mà có tánh Phật rồi thì Phật thành được, chúng sanh thành được. Thánh giới phàm chỉ cách bản lai, khác nhau kẻ tỉnh người sai. Sai tức là người đó không ý thức được chân lý, không ý thức được đạo lý. Còn tỉnh là giác biết, đạo Phật là đạo tỉnh thức, tức là giác biết con đường siêu nẻ đọa, và biết rõ được Phật Pháp, và biết rõ được cái thể tánh bình đẳng nhất như giữa mình và Phật đồng nhau. Nên Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ta là Phật đã thành rồi, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu tương lai chúng sanh chịu phát huy con đường đạo hạnh, lo tu hành thì cũng sẽ thành Phật như Phật vậy. Thế nên Phật thành được, chúng sanh thành được. Thánh giới phàm chỉ cách bản lai, khác nhau kẻ tỉnh người sai. Chớ ai thì cũng như ai đủ đầy. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đồng một cái thể tánh bình đẳng nhất như đó, tức là linh, minh, đẳng, triệt, trạm, tịch, thường hằng. Nên chúng ta biết được như vậy, chúng ta không tự ti mặc cảm, mà chúng ta cảm thấy hân hoan là chúng ta có Phật tánh. Nếu chúng ta giác ngộ, chúng ta trở về với tánh Phật của mình, thì chúng ta cũng ra khỏi cái cảnh khổ đau, chấm dứt sanh tử, và chúng ta còn đem lợi ích cho chúng sanh, cũng như Phật và Thầy vậy. Nên chúng ta phải đem cái tư tưởng bình đẳng vào trong đời sống chúng ta đối với mọi người, và giữa chúng ta đối với Phật nó không còn sự cách biệt, mà nó có một sự liên quan mật thiết. Từ chỗ đó mà chúng ta tự tin rằng chúng ta sẽ phải phát huy cái hành đạo mình trên bước đường tu, để mình được bình đẳng cùng chư Phật. Thứ đến, từ bi, bình đẳng là trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là sự sáng suốt. Đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp, gọi là vi tuệ thị nghiệp. Trí tuệ là sự nghiệp của người tu. Đức Thầy xác định là trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Thì thế nào gọi là trí huệ? Xin thưa, thiết thông là trí, tâm thông là huệ. Thầy nói nhiều người kinh sử lão thông, đó là trí, mà không sửa tánh bởi lầm còn mê là không đạt huệ. Thế nên thiết thông tâm phải thông, như mặt nhật giữa hư không, gọi là tri hành hợp nhất. Đó là trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Như vậy chúng ta muốn phát huy được cái đó thì chúng ta phải làm sao? Phải là nhân sanh giới, tức là người tu phải giữ giới. Từ chỗ giữ giới đó tâm được định, nên gọi là tâm định. Thì từ chỗ tâm định đó mới phát sanh được diệu huệ, mà có trí tuệ rồi mới là sự nghiệp của đời tu hành. Vì vậy mà người tu phải thường học hỏi đọc sách kinh, giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Từ chỗ rộng hiểu đó mà chúng ta hóa giải tất cả những gì bế tắc trong đời tu hành chúng ta. Vì vậy mà chúng sanh mê nên đem pháp thiết giải thoát rồi, pháp bất khả dùng. Pháp là điều kiện, là phương tiện để chuyển mê khai ngộ, cho chúng ta ly khổ đắc lạc. Có được như vậy thì xin thưa quý vị, chúng ta mới thật sự là sống bằng trí tuệ. Mới thật sự là thiết thông tâm cũng thông. Còn nếu thiết thông mà tâm không thông
thì Phật gọi là cuồng huệ, Phật gọi là thông minh điên, Phật gọi là thế trí biện thông, chứ không phải là thông trên con đường giải thoát. Thế nên mê thì lầm, dù là học giỏi, nhiễm thì hư, chớ nói tài cao. Tài cao hay ỷ té nhào, xưa nay đã thấy biết bao người rồi. Như vậy thì thiết thông tâm phải thông, mà tâm thông tức là tâm không vướng mắc, thì chính không vướng mắc đó gọi là huệ. Thành ra mọi người chúng ta phải làm sao thật sự học hiểu trên hình thức đạo lý, qua giới luật, qua pháp môn, để có một kiến thức đạo đức đầu tư vào trong cái sự hiểu biết của mình, để từ đó hóa giải tất cả những sự bế tắc. Nhưng mà phải thật lòng. Nên Đức Phật nói rằng mình tu mà không chứng đắc là mình tự dối lòng mình. Nếu ai thiệt ăn, người đó sẽ no, ai thiệt tu, người đó sẽ đắc. Như vậy thì chúng ta trả lời một cách chính nghĩa đối với mình, chúng ta thật sự là một người có một cái tâm chân thật trên con đường tu, biết và hành động phải đi đôi, gọi là tri hành hợp nhất. Có được như vậy thì thật sự là chúng ta sống bằng trí tuệ, sống bằng trí huệ. Cuối cùng, cái mục thứ 7 là đem con đường giải thoát vào đời. Giải thoát là gì? Giải thoát là không còn bị trói buộc. Từ trước đến giờ chúng ta bị cái gì trói buộc? Mỗi người chúng ta có 6 căn. 6 căn chúng ta thường tiếp với 6 trần. Căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Căn đối với trần nó sanh cái tâm ô nhiễm. Mà sanh tâm ô nhiễm như vậy gọi là vọng tâm. Vọng tâm tức là cái tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt ở trong cảnh giới sanh diệt. Tâm sanh diệt ở trong tướng sanh diệt. Muốn tìm nơi bất diệt bất sanh, phải trở lại bản tâm thường trụ. Bản tâm thường trụ là Niết Bàn Tự Tâm. Chính đó là chân tâm, là Phật tánh. Thế nên có một lần nọ, Ngài Tu Bồ Đề đã hỏi Phật: Vân hà sở trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Nghĩa là ông hỏi Phật chứ làm sao an trụ chân tâm và làm sao hàng phục vọng tâm. Đức Phật mới trả lời là ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. Có nghĩa là không trụ vào một pháp nào để sanh tâm, thì đó là phép trụ tâm. Thì hôm nay căn chúng ta không nhiễm trần. Từ trước đến giờ khi chúng ta chưa biết tu thì mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ mỏng béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chấp trước trọng quyền cao. Thầy nói 6 đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó, ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đài. Xin đọc lại một hành văn này cũng rất rõ nghĩa. Phật ở đâu nếu có người hỏi tới, chỉ vào tâm tôi liền nói ở đây. Lặng lẽ nghe, lặng lẽ ngó đêm ngày. Khi chúng ta chưa biết tu đó, cái thấy và cái nghe chúng ta không lặng lẽ. Vì mắt ưa xem sắc đẹp, tai ăn tiếng hay thì đâu lặng lẽ. Bây giờ là lặng lẽ nghe, lặng lẽ ngó đêm ngày, thì sẽ thấy Phật từ xưa nay ở đó. Cái thấy mà lặng lẽ, cái đó là gì? Cái là Niết Bàn Tự Tâm. Vì Niết là bất sanh, bàn là bất diệt. Tâm không sanh thì làm gì có tướng diệt. Nên cái thấy mà như không thấy, thì chính cái thấy đó nó không bị cái vọng thức bên ngoài, mà cái thấy đó bằng cái chánh pháp nhãn tàng ở bên trong của mỗi mỗi chúng ta. Nên gọi là Phật ở đâu nếu có người hỏi tới, chỉ vào tâm tư lường nói ở đây. Lặng lẽ nghe, lặng lẽ ngó đêm ngày, sẽ thấy Phật từ xưa nay ở đó. Như vậy thì chúng ta giải thoát là ra khỏi sự trói buộc của căn đối với trần. Nếu chúng ta thực hiện được điều này, chúng ta sẽ đi đúng mục đích của Phật giáo. Đức Phật từng nói rằng nước đại dương chỉ có một mùi mặn, đạo của ta chỉ có hương vị giải thoát. Đức Thầy cho biết dầu gian lao giả sắc chẳng sờn, miễn sanh chúng thông đường giải thoát. Hay là tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong bá tánh dạng dân giải thoát. Hay là nguyện mười phương chư Phật đáo lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Vì thì giải thoát là mục đích của Phật giáo. Chúng ta đem đạo vào đời vì chúng ta giác ngộ được chủ trương Phật giáo. Vì thế gian là vô thường, đời là khổ đau, để chúng ta tìm cảnh giới chân thường và cảnh giới an vui. Thì bây giờ chúng ta phải hành động đúng chủ trương Phật giáo, tức là những điều nêu và trình bày vừa qua. Xin thưa quý vị, đó là chúng ta kết ý trong cái chỗ là Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, là chúng ta đem đời vào đạo rồi, chúng ta phải đem đạo vào đời. Mà đem đạo vào đời thì gồm có nghi thức, gồm có giới luật, gồm có pháp môn, gồm có từ bi, gồm có bình đẳng, gồm có trí tuệ, gồm có giải thoát.
để kết ý rằng chúng ta thật sự là đem đạo vào đời thì chúng ta sẽ hưởng đoạn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Chứ Đức Phật ra đời là hội đủ cái duyên của Phật, đó là về phía Phật. Mà chúng ta không đem đời vào đạo, rồi chúng ta không đem đạo vào đời thì chúng ta chưa đủ điều kiện, thì chúng ta không thể hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Mà chúng ta thật sự đi vào hành động thì chúng ta mới hưởng trọn được phước duyên trong tình thương đại đồng của Phật. Như vậy thì cái ý thứ nhất, Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, xin cho qua. Đến phần thứ hai, Đức Phật ra đời là khai thị Phật tri kiến cho tất cả chúng sanh. Nói một cách khác hơn, Đức Phật ra đời là đem lại chánh kiến cho chúng sanh. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy một cách sáng suốt, thấy một cách đúng đắn, gọi là chánh kiến. Vì chữ chánh là đúng sự thật, kiến là thấy, chánh kiến là xem xét dòm thấy đúng sự thật. Ta nói trăm nghe không bằng một thấy. Như vậy cái thấy đó đi sâu vào trong cái thấy, tức là cái thấy đó bằng một cái nghĩa đen của nó là một vấn đề, mà đi sâu vào trong cái nghĩa bóng nó là càng là một vấn đề hơn nữa, sâu sắc hơn nữa. Như vậy thì chúng ta muốn đi vào trong cái phần mà gọi chánh kiến, tức là khai ngộ Phật tri kiến, thì có những điều như sau. Thứ nhất là phải chánh kiến bản thân. Thứ hai là phải chánh kiến xã hội. Thứ ba là phải chánh kiến pháp tu. Vậy thì chánh kiến bản thân thế nào, chánh kiến xã hội ra sao, và chánh kiến pháp tu thế nào? Ba dấu hỏi này xin từng tự trình bày tiếp theo. Bây giờ chúng tôi trình bày phần thứ nhất là chánh kiến bản thân. Nếu ai đi ngược lại chánh kiến, tức là tà kiến đối với bản thân, thì cái thấy tà kiến của bản thân theo nhà Phật đó, thì trong thập kiết sử đó, chúng ta sẽ rơi vào là thường kiến hay là đoạn kiến. Thường kiến có nghĩa là cho là con người khi chết đi cũng đầu thai trở lại con người nữa, đó gọi là thường kiến. Còn đoạn kiến cho rằng chúng ta chết đi là hết, không tội, không phước, không vía, không hồn. Đời là thân xác con người, mạnh được, yếu thua. Thế nên biết bao nhiêu mánh khóe giang hùng, biết bao nhiêu món xảo trá điêu hoa, tàn bạo ngược ngang, đều được đem ra dùng cả thải. Vì cho rằng con người thì đầu thai con người nữa, thì sợ gì mà phải tu? Hay là con người chết rồi hết, mà hết rồi đâu cần gì phải tu? Thì đây là chúng ta đã rơi vào tà kiến của bản thân. Như vậy chúng ta phải có chánh kiến bản thân là thế nào? Chúng ta hiểu rằng sanh không phải là hữu sanh, mà diệt không phải là đoạn diệt, nên gọi là sanh diệt đoạn thường. Nên Đức Phật nói tất cả chúng sanh có mặt trong cõi đời này giống như đứng một hàng ngang. Trước mặt mỗi người chúng ta đều có một con đường mòn. Cuối con đường mòn đó là cái hố tử. Thế nên cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Nhưng mà chết có phải hết không? Dạ không. Sát ti mất mà hồn thiên chẳng mất, chết không có hết. Và sát ti mất, hồn thiên không mất, nhưng mà tùy theo chủng tử thiện ác, tức là sự tạo tác mà thọ báo về sau. Trong kinh Trung Bộ phần tiểu nghiệp luận, Đức Phật nói chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, chúng sinh là thừa tự của nghiệp. Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, nghiệp chúng sinh tạo ra, mà khi tạo ra rồi sẽ hưởng lấy chính cái hưởng ấy, gọi là thừa tự của nghiệp. Thế nên Đức Thầy xác định là phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê. Hay là địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Vậy thì làm chân chánh là tiên là Phật, làm gian ác là quỷ là ma. Như vậy thì chúng ta thấy rõ con đường chánh kiến, để chúng ta không rơi vào thường kiến hay hoặc là rơi vào đoạn kiến. Mà chúng ta biết rằng mang lấy cái thân tứ đại này đây, sớm muộn gì nó cũng tan rã, nhưng mà còn lại kinh hồn của nó tùy theo nghiệp tạo mà thọ báo. Chúng ta biết rõ được như vậy thì luôn luôn chúng ta phải đi vào thường nghiệp, mà thường nghiệp lành. Bởi vì ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lấm nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành nhị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Nên nhà Phật gọi là vi thiện tối lạc.
làm thiện sẽ được an vui, nên gọi là vi thiện tối lạc. Thì chính đó là đạo, nên gọi là vi đạo tối trọng, rất quan trọng cho đời tu của mỗi mỗi chúng ta. À, như vậy thì chúng ta nhân lên, ngày nãy chúng ta tu, ngày mai chúng ta tu, năm nay chúng ta tu, năm tới chúng ta cũng tu. Nói tóm lại là cả cuộc đời chúng ta phải quăng trọn vào con đường đạo pháp, để rồi nhân toàn thiện, quả theo đó mà toàn thiện vậy. Có được như vậy thì xin thưa quý đồng đạo, chúng ta thật sự là đã có một cái chánh kiến trên cái bước đường tu đối với bản thân chúng ta. Còn chúng ta để cho cái thân này mà nó xúi dục chúng ta làm những cái điều mê lầm, quấy ác tội lỗi, thì chúng ta bị